Hàng nghìn cư dân mạng đã tranh nhau bàn tán về đoạn clip trên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là sự kiện tổ chức ở nước ngoài, chứ khó có thể làm ở Việt Nam. Bởi lấn chiếm cả một con đường lớn như quốc lộ thế này, vì mục đích riêng thì chẳng phải một việc đơn giản. Trong đoạn clip cho thấy, toàn bộ chỗ bàn ghế đều được phủ vải đỏ hoặc trắng, bàn tròn giống tiệc cưới, nên rất nhiều người đoán đây là lễ cưới của một gia đình siêu giàu nào đó. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng, có thể đây là tiệc offline của một hội nhóm nào đó, chẳng hạn như hội mê game, và thành viên trên mạng rảnh rỗi ngồi đếm ra phép tính như sau. 150 mâm chiều dọc, 8 mâm chiều ngang, nhân lên là 1.200 bàn. Nhìn số bộ bát đĩa bày sẵn, thì bàn tiệc này dành cho 8 người, 8 nhân với 1.200 mâm là 9.600 khách mời. Có thể đây không phải là con số chính xác, nhưng đại tiệc sơ sơ gần một vạn người thế thì choáng phán quá rồi.